Chưa từng làm được điều này với Hồ Ngọc Hà hay Hạ Vi, nhưng Cường Đô La lại làm với đảng Thu Trang. Trong đám cưới xa hoa tại khách sạn 5 sao của Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia diễn ra tối qua, hai khách mời được chú ý đặc biệt là cặp đôi Cường Đô La và Đàm Thu Trang. Đây là lần đầu tiên sau gần một năm yêu nhau, chồng cũ Hà Hồ công khai sánh đôi tình mới trước ống kính truyền thông. Khi ở khu vực sảnh ngoài phòng tiệc, Cường Đô La thể hiện thái độ khá rè rặt và từ chối việc chụp hình. Anh liên tục lấy tay che mặt và giữ khoảng cách nhất định với bạn gái, tuy nhiên khi vào phòng tiệc hành động của đại gia phố núi dành cho cựu ca sĩ kiêm người mẫu next top model khiến các quan khách có mặt phải trầm trồ đặc biệt lúc diệp lâm anh tiến tới bàn trúc rượu cường đô la đã lịch sự đứng lên tiếp đón nhưng bất ngờ vòng tay ôm lấy gương mặt đàm thu trang và đặt lên chắn cô một nụ hôn đây là điều mà anh chưa từng làm với hai người tình nổi tiếng trước đó của mình là hà hồ hay hạ vi đàm thu trang và cường đô la được cho là đã đính hôn sau vài tháng yêu ngắn ngủi dựa trên tình trạng hôn nhân đã đính hôn mà cả hai đã cập nhật trên trang cá nhân Đàm Thu Trang từng chia sẻ, ngay lần đầu gặp gỡ, cô và đại gia phố núi đã trò chuyện nhiều tiếng đồng hồ. Cường Đô La không hề biết Đàm Thu Trang là ca sĩ và người mẫu trước khi tiến tới mối quan hệ sâu sắc hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.